Ford F150 thế hệ 14 là thế hệ mới nhất vừa chính thức ra mắt với những cải tiến vượt bậc về thiết kế và tiện nghi cho người dùng. Hãy cùng ô tô Sài Gòn tìm hiểu tại sao mẫu xe luôn giữ vững danh hiệu xe bán chạy nhất tại Mỹ. Ford F150 cuối cùng đã chính thức ra mắt thế hệ thứ 14 tại thị trường Mỹ. Liệu những thay đổi của mẫu xe thế hệ mới có giúp nó giữ vững vị trí xe bán chạy nhất nước Mỹ, điều mà thế hệ thứ 13, 2015 đến 2020 đã thực hiện vô cùng thành công? Về ngoại hình, xe trông có vẻ nổi bật và nam tính hơn, trong khi nội thất được thay đổi toàn diện về độ tiện nghi, đa dụng và công nghệ. Chiếc xe thế hệ mới không chỉ đẹp về thiết kế mà còn cứng cáp hơn và khỏe khoắn hơn, đáp ứng sức kéo và sức bền tốt hơn, đi cùng khả năng tùy biến linh hoạt cho mọi hoạt động địa hình cũng như trong công việc của người sở hữu. Theo hãng xe Mỹ, thân xe của F150 mới được làm từ thép và hợp kim nhôm, có độ cứng tương đương chuẩn xe quân sự. Các chi tiết đều được làm lại với thiết kế nam tính, góc cạnh hơn. Cản trước cao hơn, mâm và hốc bánh lớn hơn, giúp gia tăng khả năng vượt địa hình của xe. Ford cho biết họ cung cấp hơn 11 tùy chọn về lưới tản nhiệt cho các khách hàng mua Ford F150 mới. Đó có thể là kiểu lưới tản nhiệt lục giác đơn giản với các nang ngang, hoặc cũng có thể là lưới tản nhiệt kẻ sọc to bản. Về thẩm mỹ, kiểu đèn pha mới với dải LED vuông góc cũng là một chi tiết mới mẻ, giúp nhận diện F150 thế hệ mới. F150 cũng là mẫu xe có tính khí động học cao nhất của dòng xe, khi được trang bị hệ thống đóng mở lưới tản nhiệt và cản gió tự động. Kết hợp cùng thiết kế thân xe và đuôi xe kiểu hình học mới, giúp giảm sức cản gió và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất Ford F150 thế hệ mới cũng được thay đổi ấn tượng. Chiếc xe có khả năng tùy biến nội thất cùng với chất liệu được trang bị tốt hơn, hỗ trợ chủ xe tối đa trong công việc. Điểm nổi bật chính là màn hình giải trí rất lớn nằm giữa hai khe điều hòa của Ford F150 mới. Bên cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số. F150 bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và màn hình cụm đồng hồ 4 inch nằm giữa hai đồng hồ analog. Phiên bản cao cấp hơn sẽ có màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hai tùy chọn màn hình cụm đồng hồ 8 hoặc 12,3 inch. Thế hệ F150 mới sử dụng hệ điều hành Sync 4, tương thích Apple CarPlay, Android Auto, Uplink và cập nhật nhiều tính năng mới. Xe cũng có FordPass Connect App, cho phép người dùng đóng mở chiếc xe, kiểm tra tình trạng xe và khởi động xe bằng smartphone. Xe còn có 4G LTE Wi-Fi hotspot, định vị, hệ thống âm thanh B&O Sound System 8 loa với radio HD hoặc loại B&O Sound System Unleashed 18 loa. Ford F150 2021 sở hữu các tính năng tiêu chuẩn như cảnh báo tiền va chạm phía trước, phanh tự động với chức năng nhận diện người đi bộ, hỗ trợ đèn pha tự động, camera lùi. Một số tùy chọn an toàn có thể trang bị thêm như hệ thống Ford Co-Pilot 360 với chức năng hỗ trợ lái xe thông minh. Hệ thống này có thể hỗ trợ đậu xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo từ xa, hỗ trợ vô lăng, ga tự động với chức năng Stop and Go, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ canh giữa làn đường, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, hỗ trợ phanh và nhiều tính năng hỗ trợ người lái với trailer phía sau. Động cơ của Ford F150 2021 thế hệ thứ 14 là động cơ Hybrid Power Boost mới. Đây là sự kết hợp giữa động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép 3.5 lít cùng motor điện 35 kW và hệ pin lithium-ion 1.5 kWh. Động cơ này hứa hẹn giúp F150 2021 tăng 10% khả năng chuyên chở cùng khả năng tời lên đến 5,4 tấn. Ngoài sức kéo và vận hành tốt, Ford F150 2021 còn sở hữu nhiều tiện ích thú vị như tính năng gập bệ tì tay và cần số để tạo thành bàn làm việc Interior Work Surface, khoang chứa đồ dưới ghế, tính năng gập khoang tải từ xa, ghế ngả thẳng ở phiên bản Max Red Line. Các bạn thấy sao về Ford F150 2021? Hãy để lại bình luận bên dưới. Hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông và nhận được những thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.